Cơm bà gì? Hôm nay con đang định mang cầm sữa chua về ăn nhưng mà bị cô bắt quả tang. Ừ. Bà sữa chua? Không, mang có sữa chua mang về ăn. Mang về làm gì? Ăn ở trên đấy mang về. Sữa chua cả chiều nhưng mà con đang mang về thì bị cô phát hiện. Thôi giờ có ai tính đấy nhá. Thì tính đi gọi là ăn cắp ấy. Ơ, đây của mình mà. Các mình không? Không mang về. Cô phát hiện cô bảo gì? Cái đấy là của bữa quả chiều con định mang về. Rồi cô muốn là con ăn ở đấy luôn. Sao cô bảo đấy, thế nào? Cô muốn bà lần ho không được mang về nữa rồi. Mang bà cái ăn chán sao? Thì cô lại tưởng mà. Nhưng mà cô lại tưởng con ăn rồi nhưng con vẫn lấy thêm. Cô đếm đúng luôn. Đủ 30 bạn luôn. Có bao nhiêu bạn, kể cả mấy bạn nghỉ cô cũng đếm được. À, con định giấu. Nhưng mà là trong được như thế. Con định mang ra lúc nào con mệt thì con ăn. Ăn luôn đấy. Cho cô bạn ăn luôn đấy hay như nào? Để cái chua nằm về sợ nó hỏng phải không? Chua để ngoài lâu không được đâu, cũng nên lặn. Chứ có đến lên men nhanh lắm. Xong rồi như thế nhá, con mang đồ gì lớp về không? Mẹ dạy con như nào? Nhưng mà thối rồi bố. Nó bị bạn chua. Cho cái gì cũng không được lấy. Không được lấy đồ của người khác. Nghe chưa? Giống như Trọng Hiếu hôm nay này. Cái bút hay cái đứa kẻ gì cũng được lấy. Cái bạn con chặn con cái tại gì có được lấy không? Không. Quà kỷ niệm. Thế có được lấy không? Quà kỷ niệm bạn ấy tặng con cái tẩy. Kỷ niệm gì là kỷ niệm tặng nhau lưu trữ lại tình bạn. Sau này ví dụ 12 năm sau gặp nhau là mỗi mình 20, 18, 20 là mình chơi với nhau. Biết đâu lại giúp đỡ nhau trong công việc. Hồi xưa con toàn chơi bạn ấy. Nhiều khi 10 năm gặp nhau nhớ lại quý lắm chứ. Mấy người có cơ hội như thế được sao nhau không ạ?